Theo cuốn Từ điển họa sĩ của nhà phê bình mỹ thuật Quang Việt, họa sĩ Lê Huy Hòa, quê huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Học trường Mỹ thuật Việt Nam khóa kháng chiến, giải nhất về trình bày sách cuốn Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1953. Từng đi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại, ông là họa sĩ chính của xưởng phim hoạt hình Việt Nam. Thời kỳ đầu, ông chủ yếu vẽ tĩnh vật và phong cảnh, sơn dầu hoặc sơn mài, bút pháp thiên về đồ họa trang trí. Từ năm 1972, ông thực hiện hai loạt tranh sơn dầu khổ lớn, bài ca về ngã ba Đồng Lộc, giải nhất triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1990, và khát vọng như để mở một lối đi vào khuynh hướng hiện thực thần diệu của phái siêu thực bằng kỹ thuật tạo ảo giác với những màn dịu lạnh. Thời kỳ cuối, ông trở lại với tranh phong cảnh, thiếu nữ hoặc thể hiện các mô típ biểu tượng của nghệ thuật điêu khắc cổ. Đây là một trong những bức tranh đẹp nhất trong sự nghiệp sáng tác của Lê Huy Hòa. Bao nhiêu năm nay, ảnh chụp bức tranh này dù được in trong rất nhiều cuốn sách, nhưng mấy người đã được ngắm nhìn trực tiếp. Không những thế, qua nhiều lần chỉnh sửa, ảnh chụp bức tranh đã bị cắt đi một trong những chi tiết quan trọng nhất là chữ ký cùng lời tựa đề tặng trong tranh của tác giả. Trong cuốn Tranh lụa Việt Nam, nhà xuất bản mỹ thuật năm 1992 ghi chú thích: thiếu nữ ngồi trên đôn bên bức tranh hổ cổ. Trên thực tế, bức tranh có tựa đề Elegant, đoan trang. Chi tiết này đã được ghi rất rõ trên hai nhãn giấy dán phía sau tấm gỗ mặt sau tranh. Một nhãn có vẻ là danh thiếp ghi rõ Elegant Seal by Lê Huy Hòa, họa sĩ. Đề tài: đoan trang, chất liệu lụa, khuôn khổ 65x45cm. Không những thế, còn có địa chỉ 38 Hoàng Hoa Thám, nhà riêng của họa sĩ Lê Huy Hòa, với giá bán 1.600 USD. Nhãn giấy thứ hai cũng có nội dung tương ứng ghi rõ Hội Văn nghệ Hà Nội. Đây chắc là phiếu nhận tranh gửi của hội những năm thập niên 80-90. Khi được nhìn ngắm, tiếp xúc trực tiếp với bản tranh lụa gốc, ngoài chữ ký của Lê Huy Hòa, còn có dòng chữ đề tặng quý giá, tặng TBL. Chỉ dựa vào ba chữ quý giá ấy, biết chút ít về cuộc đời của ông, chúng ta có thể hiểu ngay câu chuyện trong bức tranh. TBL là viết tắt tên gọi Trần Bạch Liên, người phụ nữ hết mực yêu thương ông, ở cùng và chăm sóc ông cho đến tận khi ông qua đời năm 1997. Bức tranh khắc họa hình ảnh một thiếu nữ đang ngồi trên chiếc đôn, trong tà áo dài màu vàng tươi sáng bừng bên cạnh bức tranh hồ. Chiếc đôn sứ được cách điệu với những họa tiết trang trí rất độc đáo, đẹp đến lạ kỳ. Có lẽ nếu không có hình ảnh chiếc đôn sứ gam màu xanh ấy thì chưa chắc bức tranh đã có hiệu ứng thẩm mỹ đặc biệt như thế. Thế mạnh của Lê Huy Hòa là những sáng tác mang tính trang trí đồ họa. Ông thường tạo không gian xa gần trong tranh bằng tương quan đậm nhạt với cách vờn sáng tối trên khối hình. Ở bức tranh đoan trang, ông chỉ dùng mảng phẳng đặt nối tiếp. Các chi tiết, hình thể trên mặt tranh được tạo bằng không gian ước lệ gần với ngôn ngữ của tranh dân gian Đông Hồ. Sự nữ tính dịu dàng, rất đỗi đoan trang, thanh lịch của nhân vật nữ, cảm giác được tạo khởi từ yêu thương trong chính họa sĩ. Nó điều khiển nét bút trở nên nhẹ nhàng, đong đầy tình cảm. Khi được hỏi về hoàn cảnh ra đời bức tranh, bà Bạch Liên tâm sự. Bức tranh này hồi là mới lên thì còn không cả thời gian lắm. Thời gian còn nhiều là một cái là tình cảm còn đắm. Cho nên là vẽ tặng ngay. Cô làm gì có dài lúc bây giờ phải đi mượn, đi thuê đấy chứ. Phải đi mượn chứ phải thuê. Bây giờ ngày làm gì có mà thuê. Phải đi mượn, mặt nó hơi kích từng tí. Nhưng mà thôi thì cuốn néo rồi nó xong rồi. Thoạt tiên, bức tranh được sở hữu bởi một nhà sưu tập nổi tiếng ở Hà Nội. Nhà sưu tập này rất thích bức tranh, đã qua lại nhà họa sĩ nhiều lần để hỏi mua mà không được. Theo lời kể của bà Trần Bạch Liên, vào những năm tháng cuối đời, họa sĩ đã phải bán bức tranh mà ông yêu quý đi để có thêm tiền trang trải chữa bệnh. Họa sĩ Lê Huy Hòa chỉ sáng tác một bản tranh lụa đoan trang duy nhất này thôi, bà Trần Bạch Liên khẳng định. Sao không sáng tác theo phong cách này nữa, mỗi sinh đội duy nhất giữ mãi cho đến năm 96 đấy, từ 38 hoặc 38. Cuối cùng, tất cả mọi thứ sẽ qua đi, sẽ vào quá khứ. Chỉ còn tình yêu thương ở lại trong tâm trí người đang sống. Đó là sự kỳ diệu của tình yêu.